tép 1 triệu vỏ gỗ cao cấp củ 250. Quay cận cảnh cho anh em xem nhá. Phễu 16 vuông. Đây cho anh em xem nhá, kỹ nhá. 16 vuông này. Đấy. Liên hệ Lưu Bắc Cạn để được ship hàng. Đây là cặp tép cao cấp vỏ gỗ, chúng ta có thể ngắm tứ phía. Về cái chiều, cái số đo thì mình sẽ đo cho anh em. Này là 22 này, chiều cao là 22,5. Chiều này là 21,5. Chiều này là 18,5. Chúng ta có thể quan sát rất là kỹ. Đặc biệt của cái cặp tép này thì cái thứ nhất, đây mình sẽ nói rõ này. Đây là có hệ thống chỉnh, gạt lên là siêu tép. Đấy, gạt xuống là tép. Đây là cái bản hoàn hảo nhất cho âm thanh. Đây là bản đủ. Anh em được sở hữu cặp tép này thì sẽ được tép và siêu tép cùng chạy. Nó sẽ nét hơn 4 lần tép thông thường. Quay cận cảnh cho anh em xem nha. Mình sẽ quay rất rõ này. Đây, 1 triệu bao ship côn 2,5. Cái đường kính củ 5 châm này là 8 phân nhá. Đấy, có cầu chì dự phòng và có hệ thống cảnh báo méo tín hiệu. Cực kỳ an toàn. Đây, Bolero siêu nét. 1 triệu một cặp, giá này đã bao ship rồi. Không hay không bán nhá. Về anh em được phép kiểm tra. Nếu như không như quảng cáo thì hoàn luôn. 1 triệu bao ship. Mình sẽ zoom cái video vào cho anh em xem tổng thể. Đây, cái vỏ này được sơn cường lực, mặt trang trí này bằng gỗ. Rất là đẹp nha. Đến hệ Lưu Bắc Cạn để được phục vụ. Ok anh em. Chưa. Quay nhá, rất là rõ và nét nha. Gạt lên gạt xuống rất dễ dàng.